Vô Tượng Ý Bồ Tát bạch Phật ngôn: Thế Tôn, Quán Thế Âm Bồ Tát Vân Hà Du Thử Ta Bà Thế Giới. Vân Hà nhi vị chúng sanh thuyết pháp, phương tiện chi lực, kỳ sự Vân Hà. Phật cáo Vô Tượng Ý Bồ Tát: Thiện nam tử, diệt hữu quốc độ, chúng sanh ương dĩ Phật thân đắc độ giả, Quán Thế Âm Bồ Tát tức hiện Phật thân nhi vị thuyết pháp. Ưng dĩ Bích Chi Phật thân đắc độ giả, tức hiện Bích Chi Phật thân nhi vị thuyết pháp. Ưng dĩ Thanh Văn thân đắc độ giả, tức hiện Thanh Văn thân nhi vị thuyết pháp. Ưng dĩ Phạm Vương thân đắc độ giả, tức hiện Phạm Vương thân nhi vị thuyết pháp. Ưng dĩ Đế Thích thân đắc độ giả, tức hiện Đế Thích thân nhi vị thuyết pháp. Ưng dĩ Đại Tự Tại Thiên thân đắc độ giả, tức hiện Đại Tự Tại Thiên thân nhi vị thuyết pháp. Ưng dĩ Đại Tự Tại Thiên thân đắc độ giả, tức hiện Đại Tự Tại Thiên thân nhi vị thuyết pháp. Ưng dĩ Thiên Đại Tướng Quân thân đắc độ giả, tức hiện Thiên Đại Tướng Quân thân nhi vị thuyết pháp. Ưng dĩ Tỳ Sa Môn thân đắc độ giả, tức hiện Tỳ Sa Môn thân nhi vị thuyết pháp. Ưng dĩ Tiểu Vương thân đắc độ giả, tức hiện Tiểu Vương thân nhi vị thuyết pháp. Ưng dĩ Trưởng Giả thân đắc độ giả, tức hiện Trưởng Giả thân nhi vị thuyết pháp. Ưng dĩ Cư Sĩ thân đắc độ giả, tức hiện Cư Sĩ thân nhi vị thuyết pháp. Ưng dĩ Tể Quan thân đắc độ giả, tức hiện Tể Quan thân nhi vị thuyết pháp. Ưng dĩ Bà La Môn thân đắc độ giả, tức hiện Bà La Môn thân nhi vị thuyết pháp. Ưng dĩ Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, U Bà Tắc, U Bà Di thân đắc độ giả, tức hiện Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, U Bà Tắc, U Bà Di thân nhi vị thuyết pháp. Ưng dĩ Trưởng Giả, Cư Sĩ, Tể Quan, Bà La Môn Phụ Nữ thân đắc độ giả, tức hiện Phụ Nữ thân nhi vị thuyết pháp. Ưng dĩ Đồng Nam, Đồng Nữ thân đắc độ giả, tức hiện Đồng Nam, Đồng Nữ thân nhi vị thuyết pháp. Ưng dĩ Thiên Long Dạ Xoa Càn Thác Bà, A Tu La, Ca Lầu La, Khẩn Na La, Ma Hồ La Già, Nhân, Phi Nhân thân đắc độ giả, tức giai hiện chi nhi vị thuyết pháp. Ưng dĩ Chấp Kim Cang Thần thân đắc độ giả, tức hiện Chấp Kim Cang Thần thân nhi vị thuyết pháp. Vô Tận Ý: Thì Quán Thế Âm Bồ Tát thành tựu như thị công đức, dĩ chủng chủng hình du chư quốc độ, độ thoát chúng sanh. Thì có nhữ đẳng ưng đương nhất tâm cúng dường Quán Thế Âm Bồ Tát. Thì Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát, ư bố úy cấp nạn chi trung, năng thí vô úy. Thì có thử ta bà thế giới giai hiệu chi vi, thí vô úy giả. Dạ.